Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên Môi trường, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Ông Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành khoa học trái đất và toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg, Liên bang Đức. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông từng là nghiên cứu viên ở Viện Khí tượng Thủy văn và trở thành lãnh đạo viện này. Sau đó, ông được điều chuyển làm Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Khi trung tâm này chuyển đổi thành Tổng cục Khí tượng Thủy văn, ông Trần Hồng Thái giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng. Đến tháng 4 năm 2018, ông Trần Hồng Thái được phân công phụ trách Tổng cục và đến tháng 3 năm 2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn.